hẳn là những người đã từng đi làm đều có những cái băn khoăn giống như mình, liệu là mình còn đủ trẻ để học tiếng Anh hay không. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn về thời gian, công việc và gia đình nữa nè. Nhưng mình đã vượt qua hết các rào cản đó và giờ đây mình đang mạnh dạn đi trên con đường mơ ước của mình, đó là học IELTS. Xin chào cả nhà, mình tên là Kim Ngân. Hiện mình đang là lễ tân phòng khám American Eye Center và cơ sở mình đang theo học là IELTS Fighter Khánh Hội ở quận 4. Công việc của mình kết thúc lúc 5 giờ chiều, mình chọn học ca lúc 8 giờ tối để kịp nghỉ ngơi và di chuyển. Vì khá là bận nên cứ có thời gian rảnh là mình sẽ cố gắng ngồi ôn lại bài. Mình thường tới lớp sớm một xíu để hỏi giáo viên lại những phần mình chưa rõ để hiểu và theo kịp bài trên lớp. Điểm mình thích nhất khi học có lẽ là nội dung kiến thức rất là chắc lọc. Mình không phải học tràn lan mọi thứ trong tiếng Anh nên rất tiết kiệm thời gian và cũng dễ tiếp thu nữa. I enjoy shopping, especially for finding the unique item as good deal. It's a fun way to relax and discover new things. Okay, that's good. High five. Đi học mà không mệt là có lý do nha. Ở lớp mình được tham gia rất nhiều hoạt động như làm việc nhóm, chơi game, thuyết trình nên học không hề thấy buồn ngủ nha. Ngược lại còn rất vui và còn phát triển thêm được nhiều kỹ năng mềm nữa, giúp mình hòa nhập tốt hơn với các bạn học sinh trẻ hơn trong lớp. Miss Gun thấy hôm nay học như thế nào nè? Hôm nay chị thấy học rất là vui, rất là hào hứng và tiếp thu bài tốt. Mặc dù là sau một ngày dài làm việc rất là mệt mỏi, chị cảm thấy là rất là ok. Dạ, ok, cảm ơn Miss Ngân đã tâm sự nha. Và cô cũng tin rằng hành trình học của Miss Ngân tại trung tâm cũng sẽ truyền động lực cho các anh chị đang có công việc cũng như là lịch trình làm việc bận rộn ha. Và tất nhiên là mọi sự nỗ lực cố gắng thì cô tin rằng không có gì là không thể cả, đúng không nè? Và hành trình học IELTS bắt đầu từ bây giờ. IELTS Fighter, hệ thống luyện thi IELTS uy tín số 1 Việt Nam.